Gia đình Uyên xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đang đến với kênh của Uyên Cuộc Sống Đức. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ bình an. Uyên xin mời cả nhà xem buổi sinh hoạt của gia đình Uyên nha. Uyên chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của Uyên Cuộc Sống Đức. Liebe Menschen kennen viele Lieder. Aber ich kenne viele Lieder. Und böse Menschen, die kennen keine aber Lieder. Aber du bist ein Böser, aber du kennst Lieder. Böse Menschen kennen keine Lieder. Aber du kennst Lieder. Nee, kenne ich nicht. Doch. Ja, dann, aber du kennst Lieder? Bist lieb? Dann singen wir uns mal eins vor. In den Wald, da steht ein Haus. Schaut ein sich zum Fenster raus. Kommt ein Häschen an der Sand, topft an die Wand. Hilfe, Hilfe, große Not, gleich sieht mich der Leger tot. Armes Häschen, komm her sein, wir wollen gute Freunde sein. Bist du dran, Baba? Nein. Und dein Baba hat mir ja. Du bist ja ein ganz lieber Mensch, wenn du viele Lieder kennst. Ich kenne ganz viele. Nur die Bösen, die kennen keine Lieder. Aber du kennst ein paar Lieder. Con dạy ba hát đi. Ba ba biết hát không? Die Mutter hat vier Kinder, Lia. Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder. Den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Der Frühling bringt Blumen. Der Sommer, den Schnee, der Herbst bringt die Tauben, der Winter, den Schnee. Aber das ist ein kurzes Lied, ich kenne noch ein Lied. Baba Mott singt bei da dich, das Lied. Aber ich kenne noch ein Lied. Aber erstmal singe ich noch ein Krokodil Lied. Ich kenne bloß Sauflieder. Sauflieder. Aber ich kenne alle Lieder. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wie lässt du sie in jedem Geburtstagskind? Aber das ist ein Geburtstagslied, ne? Ja. Ja, ich kenne bloß ein Sauflied. Ich kenne aber alle Lieder. Heute blau und morgen blau und übermorgen wieder. Blau heißt besoffen. Heute besoffen, morgen besoffen und übermorgen wieder. Und kennst du noch ein Lied? Nee, mehr aber, kann ich nicht. Also meine Enten kennst du doch. Das kenne ich auch von früher, ja. Dann sing doch mal. Alle meine Entchen schwimmen auf Klosett, schwimmen auf Klosett. Aber sind das? Zieh ich an der Strippe und spüle, sind sie alle weg. Aber sind das? Ja. Ich weiß das nicht. Mama kennt nicht Licht. Nein, im Fernsehen habe ich das Ende gehört, Papa. Ja? Mhm. Ach so. Du nicht. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser und Schwänzchen in die Höhe. Bây giờ con dạy cho ba hát bài tiếng Việt đi, bài bài với ba đi.
Dạ cho ba hát thôi, vì con bướm vàng đi. Đi em. Con bướm vàng này đi khác. Con hát bài khác đi. Bài bà. Bài bà đi. Bà ơi bà, tao yêu bà lắm. Tốt bà đăng, bà đăng đi mẹ. Tao yêu bà, có năm bằng cây. Mang sau bằng lại, tao biết bà vui. Giỏi quá ta ơi. Con yêu ba không? Giải thích cho ba nghe bài hát. Anh Umalit. Nha, Umalit, Umalit. Nha. Umalit. Meine Oma nicht hat. Aber du kennst das nicht. Cho mẹ hát nha. Mẹ hát bài gì? Đi món đã hát đi kiếm đi. Mẹ mẹ đi hát bài gì? Nhá. Đi hát cho mẹ nghe đi. Es war eine Mutter, aber hörst du was jetzt? Ja, hast du schon mal gesungen, ne? Ja, mal sieh. Die mag ich, das ist mein Lieblingslied. Ja, mẹ hát thử nha. Die Mutter. Nein, Mama. Es war eine Mutter. Rồi, mẹ hát không dạy mẹ nha. Nhìn lên ông bà nè. Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Den Frühling bringt Blumen, den Sommer bringt Tee. Nein, Schnee. Nein, Schnee. Der Sommer kann Schnee. Der Sommer, Schnee. Der Winter bringt Schnee. Ah, ich habe das vergessen. Mehr mehr. Mehr mehr. Mehr mehr. Komm, ba mẹ nói, ba mẹ hát cùng với con hả? Ba mẹ hát với ba. À, nó hỏi tại sao ba mama hát sư rồi mà. Vì sinh phô líp. À, but I feel that when I need to papa miss. Was das? Ich will das immer, wenn ein Schütze Papa ist. Guck mal, Baba, du liebst uns nicht. Moment, jetzt erstmal noch ein bisschen Magie. Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder. Den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Der Frühling, den Blumen, der Sommer, den Schnee. Guck mal, da sind ja die Bilder. Ja, Text hier. Papa, kennst du noch vier Lieder? Ich kenne alles. Ich kenne noch vier Lieder hier. Was gleich geht's los? Papa, ich sehe bài hát nói gì không? Dạ. Bài hát nói về gì? Bởi bà. Bài đó nói về ý nghĩa bài đó là sao? Là đi con. Dạ, là sao? Con thích bài gì nhất? Ai là gì đó? Thôi đứng yên đi, em sẽ là hoa hồng nhỏ con hát rồi đó, con hát thuộc nhớ không? Em sẽ là mùa xuân của mẹ đó. Em sẽ là mùa xuân của mẹ. Mời mẹ với con nói phải. Mẹ giúp đi à, nhìn nào con nói sai mẹ giúp nha. Em sẽ là mẹ. Em sẽ là mùa xuân của mẹ. Em sẽ là mùa nắng của cha. Chỉ cần cơn hộp bao dịu là mọi mình cười. Nên nụ
thầm nằm mơ mà ngủ. Mama cứ quên. Rồi, ở ngoài đèn đó, ngoài ta chiếu thôi, bên kia ta cũng đèn Giáng sinh á. Đang hát mà. À, đó, uống buổi tối miếng rượu vang đỏ đó. Đó, ổng ra kìa. Chiến sĩ for what? Ja, dann wenn alles fertig, dann alles zu Ende, dann Weihnachten kommt, stimmt? Mm-hmm. Ja, wird im Ring hier? Hier ist, ich weiß es noch nicht. Aber alles, was ich mir... Ich weiß, was hier drin ist, erklären, erzählen. Aber das ist Bonbon oder Schokolade oder Kick? Erklär. Ist ein Eisen. Da habe ich gesehen, das ist eine Fuhr, da kannst du auch gucken. Cái này là cái lịch mà. Nein, das. Đó, cái này là con này Alice Schokolade, yes, stimmt? Ja, so this is the white machine. Con thích Giáng sinh không? Dạ. Từ giờ tại sao con thích Giáng sinh? Tại Giáng sinh. Ich meine Vater sagt. Mày hỏi tại sao con thích Giáng sinh nè? Tại Giáng sinh. Con được cái gì? Tại Giáng sinh làm vui. Vui rồi gì nữa? Tại bà xua anh Phát mà. Con làm gì con được cái gì nữa? Được ông già Noel tặng gì? À, con này. Vài năng mạnh ngày ngày Giáng sinh á, vài năng vài năng thắt á, anh nên vài năng thắt what to have giờ xem đi không stem là vài năng mạnh không legal and endless legal das habe ich aber không nóc tu vách nỉ không nóc nix das Pferde legal das normal legal das Fußball legal das Pferdehaus legal. Con có nghĩ là ông già Giáng sinh có thiệt không? Có không? Ông sống ở đâu? Vài nắc măng sống ở đâu? Vu Lip e? Ở trên trời hả? Con thấy ổng chưa? Chưa thấy ổng hả? Năm ngoái ông đem gì cho con đó? Năm ngoái ông già Giáng sinh á, vài nắc măng á. Lấy thời gian hấp e rồi sen phải đích effort. Này, anh Fes, ôn này suy vi rồi sen đi không? Ôn anh ở chỗ đi cô. Dạ, nhưng mà con thấy ông gọi mà phải không? Con kể cho bà nghe coi. Dạ, mẹ anh Fes, ôn anh đi cô, ôn anh Fes. À, bây giờ phải lúc anh dạy bà rồi đi về chỗ vị trí mù. Bắt bắt vấn xuống. Dạy bà rồi. À, cái đồ thỏi bong bóng hả? Mà mà thằng chú đã đi cô lâu xa. Ôn anh vãi mắt mà, và đi xem nhà đi xuống vấn. Dạ, bắt chú vấn và mà vô ghét sơ. Alles. Đúng rồi mẹ mẹ gửi cho ổng rồi nhưng mà mẹ quên rồi. Mẹ gửi cho ổng cái video con nói là con thích quà gì rồi bây giờ mẹ quên rồi. Thành thế rồi mà lúc mà mày video đi vừa thì máy mình đi coi thật. Nha thì mẹ phải tìm lại video mẹ coi hả chứ con không nói lại nữa hả? Ok, không phút lâm nha. Gut, ich sag das dir. Ich habe ein Teppich, eine Fasse, Fischstufen und T-Shirt. Con nhìn đây nè. Und ein kleinen Weihnachtsbaum und Lego City und Reifenbahn und so mehr sowas Lego und ein endes Lego, Parabot Lego, normales Lego, Kampfbahn Lego und wieder und die Schmetterling Lego. Ja, und was wollen von Mama? Was wollen du von Mama? Eine Handtasche von Mama. Was das? Eine Handtasche. Handtasche ở cái túi cho mẹ gọi gì nữa? Und ein wie heißt die normal die Mika hat? À đi Popani? Ja. Nein, Popani von Mama und ein dunkler Meer bông hoa. Bông hoa. Und ich möchte ein mehr Lego und Nudeln von Mama. Und eine eigene Küche. Eine Küche? Von mir selbst, damit ich dann essen kann. Und dann kann ich dann nicht ja, neue Schuhe, eine Kamera von Mama, Staubsauger, Papier, eine Luftballonparty, ein Teppich. Und dann ein Teppich von mir. Mit Timo hat zwei. Con tặng gì cho ba nè? Con ước không dành nữa em tặng gì cho ba? Cái này. Tặng gì? Rượu hả? Con này, cho. À cái đồ đó nhưng mà ông già tặng Noel quà gì cho ba kìa ba. Bây giờ mẹ hỏi nè,
Ba thích quà gì nhất? Này, ba need con có suy nghĩ đi, ba thích gì nhất? Ba thích gì anh nhất? Ba thích Lia nhất, ba nói gì đó hả? Rồi, con tặng gì cho bà nội? Anh Lia. Tặng cho bà nội Lia hả? Rồi con tặng gì cho ông bà? Ông bà cô. Ông bà cô chú. Ông bà cô chú. Lia cũng. Lia tặng bà cô chú cho Lia, tặng Lia cho ông bà cô chú đó. Tại sao con biết ông bà cô chú thương Lia? Tại Lia hát chậm chậm mỗi năm. Lia hát ngoan, Lia nói chậm chậm hả? Đừng có ấy ghế nè. Ông bà cô chú không muốn chơi. Ông bà cô chú không muốn chơi hả? Ông bà cô chú đang lên đây không? Con nghe mẹ không? Ờ, chúc cho mẹ Hương. Chúc mẹ Hương hả? Chúc mẹ Hương. Con chưa không đi Hương. Mẹ biết rồi. Chúc mẹ tập này để ít chưa tập một phát cho mẹ. Ô, mẹ biết rồi. Con. Con muốn mẹ hát. Buồn. Buồn quá. Hiểu con. Cái này cho con nghe. Cái này chúc cho mẹ. Con mẹ cái này cũng cho mẹ không? Có màu đen giống mẹ hả? Con thích tóc đen hay tóc màu vàng? Có màu giống mẹ. Màu đen. Này giống mẹ. Có phải là màu đen nè. À, mẹ ơi, tôi đây. Đi xa xa đi. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ đi. Xa 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 nha. Chúc cả nhà vui vẻ. Chúc cả nhà vui vẻ. Vui vẻ. Con nói đi con. Vui vẻ. Vui vẻ. Vui vẻ. Vui vẻ là gì nói ba hiểu không? Vui vẻ con mới biết. Là foolish. Foolish. Freundlich. Xin chào tạm biệt cả nhà nha, mình kết thúc video đây.